Trải clip cho mình nha, mình Hansai đây. Hôm qua thì mình có thông báo với anh em ở trên stream rồi, đó chính là ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được con hàng Vinicius Junior Free miễn phí. Và hôm qua thì rất nhiều anh em đang sử dụng Vinicius là bán tháo ngay, bởi vì là ngày hôm nay chúng ta được nhận một cái phiên bản Over 91, một phiên bản mà mình thấy cũng rất là chất lượng. Đấy, đây là một cái phần quà dành cho cái việc là Vinicius đã ghi một cú hat-trick vào lưới của Barcelona trong trận đấu gần nhất. Đây. Mình đánh giá là con hàng Vinicius này nó ngon anh em nhá. Nó ngon hơn so với phiên bản Starbucks và phiên bản thẻ base. Chỉ có điều là rank up thì nó sẽ khó hơn một chút thôi, do phải dùng cầu thủ Universal Rank, bởi vì là cầu thủ này thì không có bán ở trên chợ. Nhưng mà với một cái chỉ số như này thì mình thấy là cũng rất là xứng đáng để cho anh em nào mà đá cái sơ đồ mà có Vinicius để anh em có thể có nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài những cập nhật mới này. Đấy, anh em hiểu không? Và quan trọng nhất là cái cập nhật mà chúng ta mong chờ nhất đó chính là về bên Division Rival. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ mở cho tất cả anh em ở trong clip ngày hôm nay. Hôm qua thì mình đã sử dụng một ít điểm để mình có thể mở cho anh em, 4.900 điểm, và hôm nay thì mình vẫn còn đâu đấy là 11.000 điểm để mình có thể mở cho anh em ha. Mà mình sẽ mở cho anh em là 4 cái pack 2005 này anh em nha, từ 89 đến 95 này, bởi vì đây là pack ngon nhất rồi. Còn pack 80 đến 95 này thì nói thật với anh em là cái tỷ lệ nó thấp lắm, nhưng mà mình sẽ đổi một chút này. Anh em hãy đổi game, ưu tiên đổi game trước đây anh em nhá. Ví dụ như mình thì mình sẽ đổi game mà mình tích được khoảng 50.000 game rồi này. Còn bây giờ chúng ta sẽ mở cái này với hy vọng là chúng ta sẽ mở ra được những cầu thủ của Winter Lukaku. Mình mới vẫn được một anh em bảo là anh ơi, khi nào mở ấy, anh để cho nó nháy khoảng 4 đến 5 nhịp rồi anh hãy mở thì tỷ lệ ra cầu thủ ngon nó sẽ cao hơn. Thì cái này thực ra là mình cũng chẳng tin đâu, nhưng mà thôi, hôm nay cứ làm thử theo bạn đấy xem thử là như nào. Ok, cho đến với cầu thủ đầu tiên với mức cầu thủ là 89 đến 95, Brazil. Brazil LW à? Real Madrid Vinicius Junior đấy anh em ơi, thẻ bay à? Đấy, trời ơi, vừa nhận Vinicius Junior xong là nhận được luôn con Vinicius Junior này. Đấy, trời. Cái cầu thủ thứ nhất được Vinicius Junior, nhưng mà khá đen nha. Một nhịp này. Đấy. Rồi hai nhịp này. Ba nhịp này. Bốn nhịp này. Năm nhịp này. Đấy, gọi là chiều theo ý của anh em, mở theo cái phong cách của anh em. Đây ôi, một cầu thủ đến từ Rival anh em ơi. Scotland à? Scotland. Robertson anh em ơi. Wow, sẽ chơi người dưới luôn. Được ơi, được ơi, được, được, được anh em ơi, được anh em ơi. Có vẻ như là khá là tốt đây. Ở đây tôi sẽ 6 nhịp nhá. 1 nhịp này, 2 nhịp này. Đấy, 3 nhịp này. 4 nhịp này. 5 nhịp này. 6 nhịp này. Tôi nhìn thứ 7 nhá, 7 nhịp này. Đây ơi. Ôi, Winter Lukaku đi, Winter Lukaku nào. Winter Lukaku. Lại Division Rival này. Đức à? Đức CB à? Đức CB của Dortmund Stotterbeck à? Ui giời ơi. Lần này nó lại hơi fail anh em ạ. Nói chung là cũng may rủi đấy, may rủi đấy. Đây ơi, chúng ta tiếp tục về đến cái pack cuối cùng. Pack cuối cùng tôi mở luôn đi. Chất anh em ơi. Ôi, lại là Division Rival, có vẻ khá là nhiều Argentina à? Argentina CB à? Của chúng ta mắc Romero à anh em? Romero 85. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Kvaratskhelia này anh em. Sao nó không hiện con Kvaratskhelia này mà nó lại hiện con Romero này anh em nhỉ? Ok, như vậy là mình đã hoàn thành 4 pack, và với cá nhân của mình thì như thế khá hợp lý rồi. Mấy con hàng kia bán là 19 này. 7 chắc là cũng được khoảng 30 triệu anh em ạ. Với một lần mở ra chắc cũng được khoảng tầm 30 triệu. Và hiện tại thì mình đang còn dư 300 điểm nữa thì thôi, đổi game xong rồi thì mình mở luôn pack này luôn cho anh em. Pack này mình sẽ mở chờ một cái nhịp sáng lên anh em nhá. Đây rồi, ta xem mở cầu thủ nào nào. Ui rồi ôi, lại bị lừa rồi. Ok, như vậy là mình đã mở xong bên phần store bên này rồi nha. Đấy, mình mở chủ yếu là anh em tập trung mở cho mình cái ưu tiên dành 1.000 để mở game đã anh em nhá. Rồi anh em mở những cái khác. Rồi anh em mở ra được quà nào thì anh em comment phía bên dưới cho mình biết nha. Một cái thông tin tiếp theo nữa đó chính là về danh sách của cầu thủ Totti. Với những cầu thủ xuất hiện trong Totti ấy, tức là 11 cầu thủ ấy, rất là nhiều những cái nguồn tin uy tín đã xác thực cái thông tin này.
tất nhiên là EA Sports trang chủ thì nó chưa đưa tin, nhưng mà chúng ta biết rồi, để chờ mà EA nó đưa tin thì nó rất là lâu. Và trong lúc đấy thì rất là nhiều những cái trang tin mà từ trước đến giờ chúng ta biết rồi, nó rất là uy tín, nó leak gần như là 99% là sẽ đúng. Thì là cái team này sẽ là cái team của Utoti anh em nhé. Với những cái tên ví dụ như là bao gồm là Alisson Becker ở trong thủ ở trong khung thành này, RB sẽ là Frimpong này, LB sẽ là Theo Hernandez này, bộ đôi CB sẽ là Ruben Dias và Virgil van Dijk, CM sẽ là Rodri này, bộ đôi CM sẽ là Kevin De Bruyne và Jesse Bellingham, tiền đạo sẽ là Erling Haaland, Mbappe và Lionel Messi. Thì đây là cái đội hình gần như 99% sẽ đội hình Utoti Team The Year của năm nay anh em nhá, bởi vì rất nhiều nguồn tin ở nước ngoài đã đưa tin về cái đội hình này rồi. Và có rất là nhiều anh em thắc mắc về cái câu chuyện là đội hình làm sao mà lại có những con hàng như này như kia, ví dụ như là tại sao lại có Messi mà lại không có Ronaldo này nọ. Thì thực ra là cái này cũng là do lực vote của anh em nó khá là nhiều anh em ạ, nên là chúng ta cứ hoan hỉ thôi. Còn về cầu thủ thứ 12 có phải là Cristiano Ronaldo hay không thì mình không nắm chắc chắn anh em nhé, bởi vì còn không chắc chắn là có cầu thủ số 12 hay không. Nhưng mình nghĩ là nếu mà Ronaldo không vào Utoti thì cũng sẽ có một cái phiên bản riêng dành cho Ronaldo thôi, nên anh em không phải lo đâu nhé. Còn vẫn hy vọng là Ronaldo sẽ là cầu thủ thứ 12 của Utoti. Thì đây là cái team gần như 99% sẽ là team của riêng của năm nay. Một cái thông tin nữa đến từ Sapporis vào ngày hôm qua liên quan đến sự kiện Totti 24, chúng ta có thể kể đến như là đầu tiên là sẽ có 7 chapter là Main này, Nomini 123, Icon, Horrible và Utoti. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 5 team, Nomini 123, Horrible và Utoti này. Rồi là 5 cái nhiệm vụ exchange. 5 cái exchange quest. Và chúng một cái thông tin quan trọng mà Sapporis đưa đến dành cho tất cả anh em đó chính là chúng ta có thể exchange cái điểm ở Winter Guild Card 24 và điểm Passport anh em nhé. Còn như anh em là hỏi là National Rival hay là Natural Valor ấy, có đổi được không thì có trả lời không. Sapporis cũng có bảo là cái sự kiện National Valor ấy nó chỉ là một cái event phụ thôi, vì thế là không thể đổi được cái điểm đấy anh em nhé. Nên là lưu ý, nên là anh em có National Valor cứ đổi hết đi, đừng có tích làm gì nữa. Và quan trọng hơn hết là cái sự kiện Totti này cũng sẽ được Double Power vào cuối tuần anh em nhé. Đây là một vài những cái lưu ý mà Sapporis đã đưa ra dành cho tất cả anh em trong ngày hôm nay. Tổng quan thì đấy là tất cả những thông tin mà mình có thể đưa đến cho anh em trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu anh em mở ra cầu thủ nào hay là có thắc mắc gì thì anh em hãy comment ở phía dưới cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Bye bye anh em.